Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là 23 tháng 11 năm 2015. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với quý vị chiếc tủ rượu góc bằng gỗ hương, gỗ đinh hương, thường gọi là hương đá, hương Lào. Chiếc tủ rượu góc 100% bằng gỗ đinh hương, được đục chạm toàn bộ bằng tay. Theo đơn đặt hàng của anh Trung ở Long An, chúng tôi dựng nên chiếc tủ này hàng rất đẳng cấp, đục toàn bộ bằng tay hết. Hôm nay là thứ hai, 23 tháng 11 năm 2015, chúng tôi đã hoàn thiện xong chiếc tủ góc bằng gỗ hương, đục chạm 100% bằng tay, rất dày dặn. Và chúng tôi hoàn thiện bằng đánh vec ly, đánh vec ly chay 100%, không phun sơn PU. Vì đồ gỗ Thành Luân rất đẳng cấp nên chỉ đánh hàng vec ly thôi, không phun sơn, không có một tí vết gì, nên chúng tôi đánh vec ly chay. Là vị có thể thấy đường nét chúng tôi đục chạm toàn bộ bằng tay, rất sắc nét và tinh xảo. Đây là phần trương của tủ thì là chúng tôi có thể Thành Luân này, thiết kế tháo rời ra để vận chuyển đi xa rất tiện, tháo rời hết các trương bên trên ra, lắp ráp rất đơn giản. Theo như anh Long ở anh Trung ở Vĩnh Long, anh có đặt một số mặt hàng của cơ sở khác, nhưng mà khi giao hàng anh nhận được hàng nó không được ưng ý, nên anh đã tìm đến chúng tôi. Đồ gỗ Thành Luân anh đặt trước tủ góc này, tủ góc sâu 70, góc rộng 70 phân, chúng tôi đục chạm toàn bộ bằng tay, 100% đục chạm bằng tay, không đục máy, đục thủ công bằng tay. Vì cái phần mộc, phần gỗ của chúng tôi nó cực kỳ đẹp, không có tì vết gì, nên chúng tôi có thể đánh vec ly, có thể đánh vec ly, không như một số các đơn vị khác hàng toàn bộ phun sơn. Riêng đồ gỗ Thành Luân có khác biệt riêng là chúng tôi chỉ đánh vec ly thôi. Về vận chuyển đi xa, chúng tôi tháo rời toàn bộ chiếc tủ góc này là hai cục. Và đây, và bên hồi là chúng tôi cũng tháo rời ra hết, tháo ra để khi vận chuyển hàng vào cho khách hàng lắp kính rất dễ. Và tại sao chúng tôi lại không lắp kính vào cái chiếc tủ này? Tại vì đi vận chuyển chúng tôi này, đây vận chuyển từ Hà Nội và tận Vĩnh Long, nên là chúng tôi là không lắp kính, để khi nào vào tận nơi quý khách để cắt kính rất đơn giản. Vì Thành Luân chúng tôi là thiết kế các viên hồi này là tháo rời ra hết, tháo ra bằng hết, tháo hoại cả khung này ra để lồng kính vào đây. Đây có rãnh để đưa kính vào, rất đơn giản. Và nữa là ở trên lóc chúng tôi có lắp một bóng điện màu hồng để cho khi chúng ta bày đồ vào trong rất đẹp. Đây, các vị có thể thấy chúng tôi cắm điện lên, quý vị xem. Đó, màu rất đẹp, rất nổi. Vân gỗ của chiếc tủ góc này gỗ hương đẳng cấp, làm đẹp từ trong ra ngoài, quý vị có thể thấy. Một clip quý vị đang xem này, chúng tôi đang quay trực tiếp tại cửa hàng đồ gỗ Thành Luân cơ sở 1. Đây, địa chỉ cửa hàng, số điện thoại của hàng. Khách có nhu cầu liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc là đến
trực tiếp tại cửa hàng. Đồ gỗ Thành Luân có hai cơ sở. Cơ sở thứ nhất này, đây tôi quay trên màn hình này. Và cơ sở 2 là thành phố Hải Phòng, số 71-73 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Như anh Long này, anh có mua một số mặt hàng của các cơ sở khác, anh không có ưng ý một tí nào, cho nên anh tìm đến chúng tôi, tìm đến đồ gỗ Thành Luân. Chúng tôi sẽ làm hai lòng với khách. Đồ gỗ Thành Luân là điểm dừng chân với các khách hàng kỹ tính. Luôn nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước và loại gỗ. Mình luôn xin kính chào quý khách, hẹn gặp lại quý khách trong những clip lần sau.